thì nói hôm nay là nói hai trong một cho nên chúng ta có thể nghe một bài nhưng có thể làm được cả hai thế thì cái phần này chính là cái phần gấp của cái phần hoa ở bên này cũng như là phần nơ của bên này và cái vị trí mà dán mùng là chỉ dán nguyên cái chỗ này thôi cho nên là các bạn nhìn trên bộ dập của cô này bộ dập này của cô thì toàn bộ chỗ này là phần để chúng ta gấp hoa thì chúng ta sẽ dán mùng ở khu vực này và bao giờ chúng ta cũng dán chờm chồm ra cái đường may của chúng ta ở đây khoảng 1 cm để khi chúng ta may nó dính vào mùng thì khi chúng ta sử dụng sẽ không bị bung và không bị rộp. Và trong trường hợp thứ trong trường hợp mà chúng ta cắt một lớp mà chúng ta không chúng ta có một đường may ở đây để giữ cho cái phần cạnh nơ để quá trình mặc nó không bị bung ấy thì khi chúng ta may vút cái ngọn ly của cái phần nơ và hoa này thì chúng ta để chỉ dài một chút, sau đó thì chúng ta sẽ khều vào phía bên trong rồi chúng ta thắt nút lại để cho cái phần nối chỉ của chúng ta nó không bị lộ. ra mặt phải. Đấy, để các anh chị có thể làm theo cái cách này nhá. Và các anh chị chỉ cần may một lớp thôi, một lớp thôi. Và các anh chị nhớ là phần vải này thiếu chúng ta có thể được căn nối rời. Đó. À, vậy thì đây đã được một bên và cô sẽ bấm kim lại. Phần bài giảng của mẫu áo dài này thì cô Thủy chia sẻ rất rất là nhiều các video và có rất là nhiều những phương pháp làm khác nhau. Thì với phương pháp này là phương pháp dễ nhất để chúng ta có thể sản xuất được số lượng nhiều Cũng như là thợ dễ may và lên sản phẩm cũng sẽ bền và rất là đẹp Cho nên là phương án này chúng ta có thể chọn lựa trong thời điểm này nhé Đó, như vậy chúng ta đã xong được bên này rồi à, Tiếp theo nữa thì cái phần tiếp theo của phần bên mà chúng ta cắt rời là bên này à, Bên này của chúng ta sẽ có một mảnh ghép đây ạ Đây là một mảnh ghép rời và sẽ được kẹp vào với cái phần của thân bên này đấy được kẹp vào phần bên này và hoàn toàn miếng này là miếng rời nhé và giữa hai miếng này thì sẽ có một cái giải của phần nơ đây sẽ có một vải phần nơ để kẹp vào thế thì để cho các anh chị hiểu điều đó thì cô thủy sẽ làm từng bước một cho các anh chị xem nhé ví dụ như cái phần này của chúng ta được nối thêm thì cô sẽ có một cái giải như thế này có một cái giải như thế này của mẫu hoa hồng và cô sẽ được nối vào đây đấy chúng ta có thể nối vào đây à, các bạn nối vào đây cho cô đó, các bạn nối với đây. Đó, phần nối này của các bạn thì được nối liền với cái phần dây. Đó, các bạn nối liền với phần dây. Sau đó các bạn sửa cho bằng nhau để cho nó liền mạch. Đấy. Thì các bạn thấy không ạ? Cái phần à, hoa hồng của chúng ta ở đây, phần dây này được nối dài ra. Và các bạn quấn hoa to hay hoa nhỏ thì các bạn sẽ so cái dây nó dài ra theo ý chúng ta muốn Nếu mà hoa nhỏ thì dây ngắn khoảng 50cm Chiều dài khoảng 50cm là từ chỗ cổ này ra khoảng 50cm Còn nếu mà hoa to hơn thì các bạn có thể lấy 60 70cm thì đều được Thì đây là cái phần dây của cái phần hoa quấn của bên ngoài Và các bạn nhớ là cái, cái phần hoa này, Thì bao giờ nếu mà quấn hoa thì cái chỗ đầu này của chúng ta các bạn vút nhọn Còn nếu mà là lơ thì cái đầu này của chúng ta sẽ để le to ra và trung bình nơ thì cô sẽ để là 14 cm, còn hoa thì cô sẽ vút ngọn đầu này. Hoa cái cảnh này của chúng ta nó càng ngắn ấy, nó cái bản này nó càng nhỏ thì khi chúng ta quấn hoa thì cái hoa nó sẽ nằm bẹp ở trên áo. Còn nếu như cái phần chân này của các bạn mà để mà dài ấy, thì khi quấn lên thì cái hoa của các bạn nó sẽ có độ cao chân nhiều hơn. Đấy, thì cái đấy là cái các bạn lựa chọn nhé. Rồi, sau khi mà các bạn dán mùng cho cái phần giải này rồi và các bạn nhớ cộng đường may. À, sau đó thì à, một cái phần giải dây tiếp theo là cái phần giải nơ ở bên này giống hệt như cái phần mà làm của bên lơ liền này chúng ta tách ra thì các bạn sẽ kẹp cái phần dây này này vào cái đường may của cái bên ghép bên này đây ạ các bạn kẹp vào cái đường dây ghép của bên này thì bây giờ cô sẽ dán tạm thời để các anh chị xem đó sau đó thì chút nữa cô Thủy sẽ hướng dẫn các anh chị làm hoa nhé. Vì cái bài này là cái bài mà cô Thủy muốn cả lớp ôn lại cũng như là chọn lựa cho mình cách làm nào mà dễ nhất. Vì đây là cách làm để các bạn có thể sản xuất được số lượng nhiều và dễ may và áo dài của chúng ta nó không bị dày. Đó. Các bạn sẽ hình dung là cô đang dán đây cũng giống như cô đang may nhá. Đấy. Thì cô sẽ ghép cái phần dây rời này của cô này vào cái bên của cái bên rời này. Và chúng ta sẽ gắn đến vị trí mà điểm trùng nhau với cái điểm nơ ở đây Điểm nơ ở đây Sau đó các bạn mới may cái mảnh ghép này vào May cái mảnh mép ghép rời này vào đây Đó chúng ta sẽ may vào đây Đó Các bạn cứ làm theo vì khi nhìn thì chúng ta có thể như cảm thấy là nó sẽ hơi dối nhưng mà khi mà chúng ta làm theo ấy thì các bạn sẽ thấy rằng nó không còn khó nữa và quá trình làm mà nếu phần nào mà cảm thấy nó mắc hoặc nó dối hoặc không hiểu ấy thì lại alo nhắn tin cho cô thủy nhé để chúng ta cùng có những sản phẩm áo dài thật đẹp trong những ngày sắp tới đó thế sau đó thì các bạn sẽ may vào đây các bạn khi các bạn may vào đây thì các bạn nhìn thấy là cô thủy đã may kẹp cái phần này vào đây và chúng ta sẽ lật cái cánh của cái bên mà chúng ta may kẹp rời chúng ta lật xuống để chúng ta sẽ may cái phần thân của chúng ta nó liền mạch với cái phần mà chúng ta đã chờ sẵn ở đây. Chúng ta sẽ may liền mạch lên cổ. Đấy, chúng ta sẽ may một mạch lên cổ như thế này. <laughs> Thực sự là làm xong áo dài sẽ rất là thích đấy các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ may một mạch lên đây. Các bạn thấy là chúng ta dán giấy như thế nào thì chúng ta may y như thế Chỉ khác là à, đây là giấy thôi Còn các bạn cắt ra vải thì các bạn cộng đường may Đó, các bạn thấy không ạ? Cô Thủy may một mạch cái đường ghép này của chúng ta đi qua đỉnh ngực và đi lên trên cổ Để chúng ta tạo thành một cái mảnh liền như thế này Đó, các bạn thấy không ạ? Đấy, như vậy là các bạn nhìn thấy là chúng ta đang có hai cái tai của hai phần của hai bên hai phần của hai bên của hai bên dây để chúng ta có thể quấn hoa hoặc là chúng ta làm nơ rồi và sau đó thì các bạn sẽ ghép tiếp mảnh cuối cùng là hai mảnh ghép của hai bên sườn và phần hồng à, cái phần này của chúng ta thì các bạn có thể là à, để áo dài truyền thống à các bạn có thể sử dụng là áo dài ly vuông áo dài ly vuông để các bạn à, chuyển sang thì sẽ rất là nhanh đó bây giờ cô thì để tạm dưới này để cô dán cho nhanh nhé vì cô cầm trên tay nó sẽ hơi khó mà hơi vướng một tí cho nên cô sẽ dán ở dưới bàn đấy chúng ta sẽ may hai mảnh ghép này vào đó à, cái phần này cô thủy nhắc lại là cô thủy dệt hướng rất kỹ ở trong các khóa học online cho nên các chị có thể xem thêm còn hôm nay là chúng ta sẽ bổ sung cái phần mà cô nói về cái phần áo dài một lớp để các bạn có thể sản xuất được số lượng nhiều cũng như là để cho áo dài của các bạn nó mỏng manh và không bị quá dày đó chúng ta sẽ may các mảnh này vào Đấy. thì các bạn thấy là khi mà chúng ta may các mảnh ghép này vào thì chúng ta đã lên được hình áo dài của chúng ta như thế này đó lên áo dài của chúng ta như thế này đấy thành một khuôn áo dài và đây là hai dải dây của hai bên để chúng ta cuốn à, hoa và chúng ta làm nơ thế thì các bạn mà đã từng xem những cái phần bài giảng này rồi thì các anh chị nhớ là khi mà chúng ta cắt rời cái phần thân của bên rời này ra này thân của bên rời này ra thì chúng ta chỉ cần là đóng phần ly eo và phần ly ben sườn lại rồi chúng ta cắt rời lên trên cổ thôi mà không phải làm cái gì nữa cả chỉ cắt rời ra và may lại và khi cắt ra vải thì cộng đường may đây là cách mà chúng ta làm cái phần dây nơ và dây hoa của chúng ta là rời. còn trong trường hợp mà chúng ta làm liền cả một mạch thì các anh chị xem kỹ ở trong phần bài học cô đã hướng dẫn rất là kỹ và áo dài có cái thì hai lớp có cái thì ba lớp và được ép mùng và được khâu như thế nào thì đều có. Còn như cô vừa nói là video này của hôm nay của chúng ta ấy thì đơn giản hơn rất là nhiều, chỉ may một lớp thôi và chỉ dán mùng có mỗi cái phần dây cuốn hoa và phần dây ép nơ thôi và không phải chuyển đổi gì cả, không phải làm gối trồng gì cả mà chỉ có thế này là chúng ta xong. Đấy, chỉ là một bên cắt rời ra và kẹp thêm phần dây này vào còn một bên thì đóng ly bên đi eo lại để mở thành cái ly bên này và à, chuyển nó thành cái lơ liền nếu vải thiếu thì chúng ta chỉ việc nối thêm để cho vải của chúng ta à, được tiết kiệm và dễ làm đó như vậy là các bạn đã hình dung ra phần thân áo của chúng ta rồi đúng không ạ rồi à, và các anh chị nhớ là à, để làm được cái phần form này thì bao giờ các anh chị cũng phải chuẩn bị cho cô thủy là à, một cái phần là thân trước của áo cơ bản này và áo này được phát triển từ áo dài đa năng à, chúng ta cũng đã được học sau đó thì chúng ta à, chuyển thành áo dài ly vuông này chuyển thành áo dài ly vuông và từ ly vuông này thì chúng ta sẽ biến thành biến tấu và chúng ta phát triển thành những cái mẫu áo dài cái cách tân hoặc áo dài kiểu này sẽ rất là nhanh cho nên là các bạn có hai bộ dập như vậy. Và chúng ta cũng chuẩn bị là một phần của thân sau áo dài đa năng và đã được chuyển thành áo dài truyền thống. Và chúng ta cũng chuẩn bị một cái phần tay của áo dài không ly, sau đó thì chúng ta chuyển thành tay áo dài có ly vai. Đấy tất cả mọi cái chúng ta cứ làm theo trình tự mà cô đã hướng dẫn thì những cái phần mẫu áo dài cách tân hay là những cái mẫu áo dài mà các bạn thấy cô thủy hay có ở trên các trang zalo cũng như là facebook và youtube của cô ấy thì sẽ rất là dễ làm.